sang là bình cặp cặp yên sân rồi này chính rồi có năn có rồi sam là sa thôn rồi sam là ma thôn đùa bầu đọc lột lâu sân về mỡ hiến an thì lâm đồng tốt phạt toàn màu tung cho gì sân làm trùm ra idea như chi lẽ làm khoa bồm tô có trạch lâu lần xa tố lần sân chi sân này màu hồ rê cờ chi chàng núi lẽ nắn gian cờ chi rõ tì cụ đi lắc nắn lắc arang kiêng cờ nhu lẽ nắn nhu lắc nhu gì lắc bia lắc bia pla lẽ nắn lắc bia bút yam nâng là lẽ bẹ đa ram ra cây đê chi sân có lăng làm ra cây dân chẳng bề dòng tề tề bột lạ bẹ như chi họ dòng tề họ sân có mạ ra cây dân sân rồi này chính chi chàng tề bim ni lệch idea lu bim ni lệch chắc idea lu có giờ ta idea bre có tề làm cây inge có làm cây tiếp bẹ đa tề bột rồi này thì đồng nai như pia nên bình ga hay là bình khí như pia nên bị rì rò rì là nhôm tô gì làm nên làng ca thôi xác định nhau đúng chỗ sân trình làm cột sáng dòng đây mai đây bộ hàng cây ngót sân làm cây dần như chi định kỳ cho mọi sự vì mọi sự đều có thời kỳ mọi hành động ở dưới trời đều có lúc có lúc sinh ra, tức là có lúc sinh ra có nghĩa là có lúc sinh, có lúc chết, có lúc gieo, có lúc gặt, có lúc giết hại, có lúc chưa lành, có lúc phá đổ, có lúc dựng lên, có lúc khóc lóc, có lúc cười, có lúc đau buồn và có lúc nhảy mộ nhót, có lúc ném đá, có lúc nhặt lại đá, có lúc ôm ấp, có lúc run rẩy, có lúc tìm kiếm, có lúc bỏ qua, có lúc giữ gìn, có lúc loại bỏ, có lúc xé, có lúc vá, có lúc cầm nín, có lúc lên tiếng, có lúc yêu, có lúc ghét, có lúc chiến tranh, có lúc hòa bình. Sân nhu pia nên định kỳ trên thế gian này như mô sân dòng mà thầy sân hồi nay chạy bim đi là chắc ai đi lưu của giờ ta sân ạ để bố chính sa rim ác cơ trai bố bây giờ dòng thêm căn mà mồm ác ô sa rồi này để ngột sân ác sân nhé bố này chính quá khát lo hỏi khát tâm lo sân nhé để bố chính kể tiếp thì đường lùng lần này chính bố ông kể ngột ninh sân ít dài này để đuổi tập lưu trar đà Thái Lan, đà Campuchia, đà Canada, đà Phần Lan, đà Mỹ, đà tiểu bang này tiểu bang đi làm chi chàng vợ nần chính xin ạ lấy cái nục nà con sàn tiểu gì nặc đề gà đây rồi em rui chính rồi lâu lúc nần pa thôn sờ bầu tập ăn tu còn dục lô ma trước cơ rồi lâu lúc nần pa thôn đùa bầu đập lúc lâu rồi hắc ác cơ phùng nục nà con sàn Việt Nam bi trệ bộ ông lấy ngột ninh sân nhớ chàng bà chi chàng trong đề trệ thâu ý trái trệ tục tiếp này trệ ngã bọ một lại tụ tương bẹ chàng bà trú rệ đềm tuần khoa trệ mô mô lọ tiếp ô tiền tùng lùng lần này chàng chi chàng bọ trệ ngã dạ phía lâm ai tiêu lệ mình phùng đe lệ phùng đe lắc sau rồi đây sân trệ bố lệ tì bình tì Đồng Nai sẽ xí dân pia rô rí khí ga là lùm nâng ta nhu pia nhà máy sườn gỗ lèm tu làm nâng thầu tùm chô gì là thầu tùm chô bị thương ô sẵn lại ngột ninh sẵn ác làm cụ sáng yong mai đầy tên nâng mà đã đê mà đã dân thì ngột sẵn ác lèm mô mơ thì lâm đồng tùy xí răng phê hình an này thì lâm đồng ảnh tốt phao cả toàn mô bình nục na con sàn gì mô mơ bị thương làm chi chàng bọ nần nhỏ vi rồi này để một thau ô vi nần nhỏ lép nhỏ vi sân để chạy tới đục iva để đục tiếp này chàng để ôm thơ chàng để một lại bìm gốc làm chi chàng đặt đề gà để dính xa tuy si có bố
rằng chi hệ cơ clay nhiều pianan quyền người dân tộc bản địa có đăng lên làm Facebook có quyền bản địa theo luật quốc tế có được là dân bé những người bản địa trên thế giới từ lâu đã phải đối mặt với việc hóa lệ phân biệt đối xử và vi phạm nhân quyền cơ bản của họ. Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế đã công nhận tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền và lợi ích của cộng đồng bản địa, dẫn đến sự phát triển các công cụ và cơ chế pháp lý khác nhau. Sanchimrosa tuyên bố Liên Hiệp Quốc về quyền của dân bản địa UNDR LP được thông qua bởi Đại hội Liên Hiệp Quốc vào năm 2007 là UN là một công cụ quốc tế toàn diện nêu rõ quyền của con người bản địa một số quy định chính bao gồm điều 3 như chị này người bản địa có quyền tự quyết định và tự do xác định vì thế chính trị của mình điều 8 người bản địa có quyền không bị ép buộc đồng hóa hoặc phá hủy nền văn hóa của họ xin được bổ sung các lời kiện như pian làm như pian quyền bản địa quốc tế này như nhân quyền này để bổ bây giờ chi trang luận này để bổ sung để áp dụng thực hữu vùng nước na cộng sản việt nam á tới đại nghe lại đạo sau đó mới nghe lại hiểu nhá sau đó mới để trang này trang khôn lên chân sau đó mong này để gắn lại để đại rong cơ cái nước na cộng sản việt nam trang ru như lỗ trang mạ bựa như lỗ lẽ nên trang đã ngàn biết đâu như lỗ tal sa tal doa để bìm gốc làm chi trang nặc đề gà để làm nan đúng lau plo đúng như na dân tộc bản địa làm như pia nên như hiệp đây lẽ po lần đây làm tar việt nam như mô 54 dân tộc bè ta làm nan dân tộc căn căn bè là dân tộc tây nguyên đây một lau plo đúng như na sân đây trang sa ai làm biết là vì cái tân viết cơ cây cái nút na nhu ngã sát cơ đây tuy si tế bố lầm này có mô xa cây chẳng dệt liệt biết cơ cây này cái dùa dù là dùa gấp tế bố nhu có chi hình chia sẻ bằng chia sẻ này ý nghĩa từ đề cao cảnh giác mỗi con cái của Chúa luôn đề cao cảnh giác và tỉnh táo, bình tĩnh đi các bạn nha, bình tĩnh tức là tỉnh táo để xem xét, nhận diện rõ bản chất sâu xa và mục đích đen tối của các thế lực thù địch, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của thù địch của chúng ta. Đó là ý nghĩa về làm kinh thánh như chi là như pia nên đề cao cảnh giác. Và trong kinh thánh Corinto nhì đoạn 16 câu 13 như chi là đề cao cảnh giác hay cẩn thận. Nhưng mà dịch cái ý như pia ý nghĩa như chẳng lẽ là như đầy đủ như nên như là tức là mỗi con cái của Chúa luôn đề cao cảnh giác và tỉnh táo nhận diện rõ bản chất sâu xa. Như chi tôi si tế bố lầm Luca đoạn 21 câu 8 như chi sẽ nói rằng cái này nè sẽ nên chị được Chúa Giêsu đáp hãy thận trọng đừng để bị lừa nhiều người sẽ mạo danh ta đến và tự xưng ta là đấng tức là đấng Christ ấy hoặc là thời điểm đã đến nhưng các con đừng theo họ sẵn lu này hình năng con nô nào không sàn tầm như lợi dụng như lại tự do tin ngưỡng tự do tôn giáo này như ép buộc dòng tề ta nào hội thánh tin lành Việt Nam như lại hội thánh được công nhận nhưng mà hội thánh tư gia một công nhận đó là sự lừa phình có rắc với lọ đó là sự lừa phình lừa gạt đó là thù địch ý nghĩa này còn mở một kinh thánh cho anh em chúng ta
để chúng ta nói về vấn đề cảnh giác trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 16 câu 13 chép rất rõ ràng cho chúng ta: hãy đề cao cảnh giác, giữ vững đức tin, phải can đảm và mạnh mẽ. Ở đây là đề cao cảnh giác thứ nhất, thứ hai giữ vững đức tin, thứ ba phải can đảm, còn thứ tư mạnh mẽ hơn. Bởi vì trong Timôthê nhì đoạn 1 câu 7, Đức Chúa Trời trang ban chúng ta tinh thần nhút nhát bền là tinh thần mạnh mẽ và gìn giữ. Không phải mạnh mẽ để đánh đập người khác, mà mạnh mẽ có nghĩa là mạnh dạn lên đối mặt với cộng sản. Mạnh mẽ lên, chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta là một tín đồ. Ở đây họ nhắc trước chúng ta là hay đề cao cảnh giác. Cái từ đề cao cảnh giác này nó nằm trong trong này hết rồi. Đề cao cảnh giác, tôi nhắc lại một lần nữa, đề cao cảnh giác. Đề cao cảnh giác nghĩa là gì? Ý nghĩa đề cao cảnh giác, mọi con cái của Chúa luôn luôn đề cao cảnh giác và tỉnh táo nhận diện rõ bản chất sâu xa họ lừa bịp chúng ta, họ dùng thủ đoạn để chúng ta đẩy vào chúng ta đường cùng. Đó là cái cách cộng sản Việt Nam. Cho nên hôm nay tôi chia sẻ một chút về cái gom từ mà hay đề cao cảnh giác. Mỗi con cái của Đức Chúa Trời đề cao cảnh giác và tỉnh táo. Chúng ta phải bình tĩnh xử lý đối phó với một ai đó. Chúng ta nhận diện rõ ràng bản chất sâu xa của cộng sản, mục đích của họ để chúng ta rơi vào kế hoạch của họ, sau đó chúng ta không vung lên được. Ví dụ họ gài chúng ta, họ dùng thủ đoạn cái này tôi nói một cái này cho anh chị em chúng ta rõ hơn này. Cái mẹo của cộng sản á, là cái sự thông minh của cộng sản á, là nó có hạn mà thủ đoạn thì vô biên. Tôi hơi nhắc nhiều lần. Mà cái thủ đoạn của cộng sản là vô biên, nhưng họ rất là nói dối, học lớp 2 mà khai lớp 9. Lưu Bình Nhưỡng có nói ra trong cho chúng ta rồi, nói là vấn đề là tất cả quan chức nhà nước bị thoái hóa biến chất, xem tài sản người khác là chiếm lợi phẩm của mình. Cho nên là con trai của Chúa hãy đề cao cảnh giác. Bởi vì hôm nay cộng sản Việt Nam họ lợi dụng tôn giáo, giả mạo ta là Chúa Giêsu là đấng đã sai đến. Có nghĩa là bàn tôn giáo này, có nghĩa là vị mục sư này, mục sư 21.111 vị mục sư đã đào tạo từ năm 2006 đến năm 2020. Trong đó có Maluki này, Iki Iban này, Maluki này, rất là nhiều người. Đấy. Họ để lừa gạt chúng ta. Cho nên chúng ta phải đề cao cảnh giác, hãy tỉnh táo. Để ở đây tôi viết ra rằng mỗi con cái của Chúa luôn đề cao cảnh giác và bình tĩnh, hoặc là tỉnh táo, tức là bình tĩnh, nhận diện rõ bản chất sâu xa của họ. Họ muốn lôi kéo chúng ta vào đường cùng, đường tội lỗi. Và mục đích đen tối của các thế lực thù địch, họ quyên quyết đấu tranh, chúng ta phải quyên quyết đấu tranh phản bác lại những lời họ nói chúng ta xấu xa. Quan điểm sai trái của thù địch của chúng ta, tức là phản bác quan điểm sai trái của thù địch, chúng ta phản bác lại cái sự sai trái của họ. Vì là sự sai trái của họ như thế nào? Tự do tin ngưỡng, tự do tôn giáo, mà hiện nay họ nói là mỗi công dân có quyền tự do tin ngưỡng theo hoặc không theo một tôn giáo nào, nhưng mà họ bắt buộc chúng ta phải theo Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, như vậy là sai. Nhưng trong cái kế hoạch của họ là từ năm 2006 đến năm 2020 á,
họ là nói là hay đi đi đào tạo 21.111 vị mục sư ấy. Mục đích của họ là đi rao giảng vùng sâu vùng xa, ép người dân phải thờ phượng đáng trên hết mà không được thờ phượng Chúa trên hết. Đó là cái cách của họ để đẩy chúng ta vào đường cùng, để chúng ta không vững lên được, đứng lên được. Đó, họ dùng mẹo, họ dùng gọi là họ dùng thủ đoạn để chúng ta, họ dùng thủ đoạn để chiếm đoạt chúng ta, họ dùng thủ đoạn đẩy chúng ta vào đường cùng. Đó là cái cách cộng sản Việt Nam. Cho nên buổi chiều hôm nay chúng ta rất là cảm tạ ơn Chúa, bởi vì lúc nãy tôi có đọc một câu kinh thánh là định kỳ. Thì định kỳ này á, chúng ta thấy định kỳ này là trong sách truyền đạo đoạn 3 câu 1 đến câu 8 các bạn. Truyền đạo đoạn 3 câu 1 đến câu 8 nói rất rõ ràng định kỳ, tức là định kỳ hay là kỳ định mọi sự. Thứ nhất, vì mọi sự đều có thời kỳ. Nhưng mà cái thời kỳ hiện nay á, chúng ta nằm trong tay của họ, họ ngược đãi chúng ta, họ đẩy chúng ta vào đường cùng, nhưng mà một ngày nào đó chúng ta sẽ vững lên. Cho nên ở dưới câu câu 8 cuối á, có lúc yêu, có lúc ghét, có lúc chiến tranh, có lúc